Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Hơn 10 triệu, không chơi game. Mình sẽ chọn con iPhone này. Đây là iPhone 10S Max. Đấy, và con này đã có tuổi đời là hơn 3 năm tuổi rồi. Và các bạn biết không, sau hơn 3 năm thì mức giá của nó hiện tại XT Mobile vẫn đang bán vào khoảng tầm 11 triệu cho cái phiên bản màu đen. Và phiên bản màu gold như mình đang có trên tay đây thì thậm chí nó còn lên tới khoảng 11,5 triệu. Tức là để nói cho đúng ra thì nó chỉ chênh lệch có khoảng vài trăm nghìn so sánh với con iPhone 11 mà thôi. Thế thì ngay từ đoạn đầu video mình cũng đã nói rồi đấy, nếu như mình không chơi game á thì mình sẽ lựa chọn con điện thoại này bởi vì những thứ sau. Bắt đầu nhá. Let's go. Thế thì các bạn phải lưu ý rõ một điều. Nếu như so sánh với cả con iPhone 11 thì các bạn cũng biết là iPhone 11 nó sẽ hơn hoàn toàn ở con A13. Nó mạnh hơn, chơi game các thứ nó ngon hơn, thời lượng pin nó tốt hơn, hay là camera cũng có chụp đêm nó ngon hơn. Thế nhưng con iPhone 10S Max này nó lại có một cái điểm nó tốt hơn hoàn toàn so sánh con iPhone 11 kia. Đó là cái màn hình này của chúng ta. Nó là Super Retina OLED, XDR OLED Display gì đó. Nói chung là hình như con này chưa có XDR nhưng nó cũng là màn hình OLED rồi các bạn ạ. Nó khác biệt nhiều lắm. Cái màn hình này á, nó khác bọt rõ rệt lắm so sánh con iPhone 11 luôn. Đặt cạnh thì các bạn có thể thấy từ màu sắc, từ khả năng hiển thị, từ góc nhìn, từ độ tương phản, từ mọi thứ luôn. Nói chung là không thể nào có cái chuyện là nếu so sánh màn hình của con này với con iPhone 11 làm gì. Tại vì nó quá khác biệt về cái mặt đẳng cấp hiển thị. Đấy. Thế rõ ràng với một cái màn hình đẹp, nó lại còn to nữa, con này lên tới 6.5 inch. Thế thì rõ ràng là cái nội dung các bạn có thể hiển thị được trên cái màn hình này là rất là nhiều. Cái khả năng hiển thị tốt thì nó cũng sẽ giúp các bạn trải nghiệm những cái nội dung đó trở nên ấn tượng hơn, thích hơn. Ví dụ như các bạn xem hình sướng hơn này, các bạn xem phim sướng hơn, các bạn xem video của mình các thứ chẳng hạn, nhìn nó cũng phê hơn rất là nhiều. Đấy là những thứ mà cái trải nghiệm trên con iPhone 11 hoặc là bất cứ một cái màn hình nào kiểu IPS LCD không thể nào làm được, giống như là OLED. Nên mình vẫn phải khẳng định đây là cái điểm thực sự là nó quá đáng giá trên con điện thoại này luôn. Và rõ ràng nếu như mình không chơi game thì mình cũng không cần phải quá bận tâm đến những cái yếu tố ví dụ như là hiệu năng nó phải mạnh mẽ bá đạo như nào, chơi game phải giữ mức FPS cao như thế nào. Mình chỉ cần có một cái màn hình đẹp để mình sử dụng những cái tác vụ bình thường hàng ngày một cách trơn tru mượt mà với trải nghiệm sướng mắt nhất là ok. Nên vẫn phải khẳng định màn hình nó là điểm cộng đáng giá nhất trên con điện thoại này. Ok, tiếp đến đó là sự bền bỉ. Cái khung viền của chúng ta là được làm bằng thép. Thì các bạn cũng biết, nói đâu xa đặt cạnh luôn con iPhone 11 khung nhôm thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều này. Với khung viền bằng thép, cái hiện tượng gọi là bị chóc chóc, bị lở lở, bị bung bung các thứ nó vẫn sẽ có nha các bạn nha, nhưng nó bị ít hơn. Đặc biệt nếu như bạn nào mà sử dụng cái phiên bản màu bạc, cái phiên bản kiểu trắng sử dụng với màu bạc thép nguyên thủy ấy, thì các bạn nếu như chẳng may bị xước quá, các bạn thừa sức có thể đánh bóng lại. Đấy, thế là nó lại đẹp như bình thường ngay. Thậm chí đây, phiên bản màu gold này từ rất lâu rồi, đó, viền vẫn đâu ra đấy, nhìn vẫn cứ phải gọi là đẹp. Trong cái đó nhìn sang viền nhôm của mấy con iPhone 11 thì đôi khi bị lâm tâm nhìn rất là ghê. Bởi vì cái nhôm á, nó sẽ không thể nào nó bền được giống như là bằng thép như thế này sau một khoảng thời gian dài. Và rõ ràng là đây cũng là một cái điểm cộng thực sự là nó quá khác biệt và nó quá đáng giá so sánh với con iPhone 11 kia luôn. Cái đấy thì chúng ta bàn đến nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn phải khẳng định lại một điều, thiết kế con này vẫn quá đẹp và vẫn quá ok. Rồi, bây giờ quay vào những yếu tố phía bên trong đi. Thế liệu sau 3 năm con điện thoại này nó có chậm đi nhiều hay là không? Và sau 3 năm thì liệu con này còn dùng ngon hay là không? Cái hay của Apple, cái hay của iOS đó là cho dù cái máy nó lâu rồi, cho dù cái máy nó ra mắt một khoảng thời gian rồi, thì tất cả những cái hiệu ứng khi các bạn vuốt, khi các bạn chạm, khi các bạn bung ra bung vào, thoát ra thoát vào những ứng dụng như thế này thì mọi thứ đều trở nên rất là mượt mà và trơn tru. Từ nãy đến giờ các bạn có thể thấy mình truy cập vào ứng dụng này, ứng dụng kia, thoát ra liên tục, vào ra ứng dụng các thứ liên tục, mà các bạn có thấy có một cái độ trễ nào như thế này hay là không? Trời ơi, một con máy 3 năm tuổi rồi, các bạn thấy tất cả những phản hồi đó, nó nhanh, nó mượt và gần như là nó không hề có một chút xíu nào delay trong quá trình các bạn bấm chạm trên cái điện thoại này cả. Và như mình đã nói, không chơi game, mình sẽ lựa chọn cái điện thoại này bởi vì những cái tác vụ sử dụng hàng ngày á, các bạn sẽ cần phải nó phải mượt nhất có thể. Các bạn lướt Facebook phải mượt, các bạn nhắn tin trên Messenger phải mượt, các bạn lướt TikTok xem video trên TikTok phải mượt, lướt YouTube tìm kiếm mọi thứ nó phải mượt. Như thế đã là quá đủ cho cái trải nghiệm hàng ngày của bạn rồi. Có thể nói luôn,
Con này nếu như chơi game, nó không ngon được giống như iPhone 11. Nó cũng không ngon được giống như những con máy Android sử dụng những con chip flagship hàng đầu bây giờ, kiểu như là Dimensity 1200U hay là giống như kiểu Snapdragon 870, 888. Nhưng mình có thể khẳng định nếu như sử dụng những cái tác vụ bình thường hàng ngày ấy, thì iOS và con Apple A12 trên con iPhone 10S Max này vẫn khiến cho rất nhiều dòng sản phẩm khác phải hít khói. Cái vấn đề ở chỗ nó không phải là nó nhanh, nó không phải là nó mạnh, mà vấn đề ở chỗ đây là sự tối ưu của những cái ứng dụng, và cái quan trọng hơn cả là những cái thao tác sử dụng trên cái nền tảng iOS. Đó, đây mới là cái điều mấu chốt nhất. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà mình nói thật là có rất nhiều người không thể bỏ được cái iOS này, cũng bởi vì những cái đơn giản nhất, những cái nhẹ nhàng nhất thì nó làm là tốt nhất. Bây giờ cũng đã có khá nhiều những cái mẫu máy Android làm được những cái điều tương tự rồi, nhưng mà hầu như các bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền khá là lớn. Và theo như mình biết thì cũng không có một cái điện thoại nào trong tầm giá đâu đó chỉ tầm khoảng 10 củ như thế này mà nó có cái độ mượt được giống như là iOS cả, giống như là iPhone cả. Đó, các bạn nào tìm thấy thì có thể comment xuống phía dưới để chúng ta thảo luận một cách kỹ hơn nhé. Ok, nói chung là độ mượt của iOS và sự ổn định và cũng như là cái trải nghiệm thì không đều gì phải bàn. Nhưng mà đương nhiên các bạn sẽ phải đánh đổi khá là nhiều thứ. Mình có thể lấy ví dụ đơn giản như cái màn hình này của chúng ta chỉ là 60Hz, thì bây giờ lên đến iPhone 13 Pro và 13 Pro Max mới có promotion 120Hz thôi. Nhìn sang thế giới Android thì cái tầm này 120Hz nó quá phổ biến rồi, nên là đây là một cái điểm trừ mà các bạn sẽ cần phải cân nhắc. Thực ra nếu như các bạn đang sử dụng những mẫu iPhone đời cũ hơn rồi lên á, thì các bạn thấy nó vẫn mượt thôi. Nhưng nếu các bạn đang sử dụng những cái mẫu điện thoại Android có cái màn hình tần số quét cao á, thì các bạn sẽ thấy cái màn hình này nó không sướng bằng. Nên đấy là cái điều lưu ý dành cho các bạn. Hay là cái cụm camera của chúng ta, để nói cho đúng ra là camera của con này không thực sự là quá xuất sắc. Nếu không muốn nói là bây giờ nó khá là tệ rồi. Nó tệ bởi vì thứ nhất là nó không có cái camera góc siêu rộng. Đi chơi các thứ bây giờ các bạn chụp hình thì nó không thể nào lấy được một góc cảnh thật là rộng ra. Ok, nó không có chế độ chụp đêm, thế nên chụp trong những môi trường thiếu sáng hình ảnh sẽ rất dễ bị bẹt và nó mất chi tiết đi rất là nhiều. Cũng như là con camera này thì dùng từ gì ra, cái khả năng xử lý Dynamic Range HDR của nó là thực sự là nó không được ngon giống như những con đời mới bây giờ. Có thể nói rằng camera của con này bây giờ có khi chỉ ngang tầm, có khi thậm chí là thua luôn một vài những con camera tầm khoảng 7-8 triệu chính hãng bây giờ đang bán ở thị trường Việt Nam. Bởi vì hầu như bây giờ con nào tầm trung cũng đều có chụp đêm hết rồi, và chụp chân dung các thứ ảo diệu lắm rồi. Đấy, con này chỉ hay một cái đấy là quay video review sản phẩm các thứ thì 4K 60fps của nó vẫn chống rung trong quá trình các bạn quay video rất là tốt. Thì đấy đều là những cái đặc trưng của iPhone rồi, nên là mình cũng không phải nhắc lại quá nhiều. Quay phim vẫn ngon nhưng chụp hình thì không thực sự là quá xuất sắc nữa. Hay là pin của nó 3174 mAh, dùng cái từ gì ta, nó yếu thì cũng không hẳn là yếu, nhưng mà nói khỏe thì cũng không hẳn là khỏe. Tại vì các bạn cứ hiểu đơn giản là bây giờ những cái điện thoại phổ thông á, bây giờ đã có mức on screen đó tầm 7-8 tiếng, nó quen quá rồi. Nhưng quan trọng hơn cả là nó có thể kích lại pin một cách rất là nhanh. Những cái lợi thế của những cái điện thoại công nghệ mới đấy các bạn, ví dụ bây giờ nói đâu xa, một vài những con của Oppo hay một vài những con của Xiaomi sạc 65W, sạc 67W đầy rồi. Sạc đâu đó chỉ tầm khoảng 30 phút, 40 phút là sạc đầy. Thậm chí lên tầm khoảng 14-15 triệu đã có những con 120W. Thì ok, tặc lưỡi chấp nhận thôi, con này chỉ có 18W và các bạn sẽ mất đâu đó từ khoảng tiếng 40 phút mới có thể sạc đầy được. Nên rõ ràng cái thời gian sạc pin của những cái điện thoại iPhone cũ như này vẫn là một thứ các bạn sẽ phải chấp nhận mà thôi. Hay đây, thì nãy giờ mình để cái màn hình đèn này các bạn không nhìn thấy cái tai thỏ, chứ thực ra thì nó như thế này này. Đó, có Face ID, dùng thì ngon đấy, nhưng chỉ ngon trong nhà thôi, đi ra đường phải đeo khẩu trang thì nó lại bất tiện. Đấy, vấn đề đấy chúng ta nói nhiều lắm rồi. Hay là con này cũng có đầy đủ những tiêu chuẩn ăn chơi, ví dụ kháng nước này, loa stereo này, hay là kiểu Face ID sạc không dây. Nói chung những cái đấy thì hầu như con iPhone nào cũng có hết, nên là chắc là mình không cần phải bàn đến quá nhiều nữa. Nói chung á, iPhone 10S Max cá nhân mình đánh giá ở trong tầm giá khoảng 10 củ. Nếu như các bạn thực sự cần một cái điện thoại chạy iOS nó mượt mà ổn định, đó, quan trọng là nó có màn hình rất đẹp và thiết kế khung viền nó bền bỉ theo thời gian, thì đây, quan trọng hơn cả là các bạn phải chấp nhận được cái vụ hiệu năng gaming của nó là không còn quá ngon nữa. Chơi game thì nó cũng bị nóng lên khá là nhanh, hay là liên quan đến mấy cái vấn đề kiểu về lâu về dài các thứ nữa. Thì con này cũng 3 năm tuổi rồi mà, dùng thêm 2 năm nữa thì ngừng cập nhật là vừa rồi. Vậy các bạn nghĩ sao về iPhone 10S Max? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Thực ra cái mình bất ngờ nhất đấy là sau hơn 3 năm trời mà giá nó vẫn trên 10 củ thì đúng là con này ghê thật. Các bạn nghĩ sao? Comment nhé. Đừng quên check giá tại Xtream Mobile cho sản phẩm này. Link phía bên dưới mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.